gì vậy? Chuẩn bị đám cưới tới nơi người ta phải tươi vui lên chứ gì mặt buồn so hả? Tươi gì mà tươi? Ba cái đám cưới trùng một ngày mà hả, ai cũng mời bác hai làm chủ hôn hết. Tía tao á điện về nói nhất định á là phải mời bác hai làm chủ hôn cho bằng được. Còn lo hơn nữa là giờ khách mời không biết đi cho tao hay là đi cho bên kia nữa. Đúng rồi, vì cái vụ mà ba đám cưới chung ngày này nè, nhà tao cũng phải họp. Hôm qua tao với bà ngoại thức sáng đêm hôm luôn mày. Rồi kết quả làm sao? Thì phân chia ra, bà ngoại tao đi đám cưới của ông ba giai, còn tao bị kẹt giữa đám cưới của mày với cô Hồng nè. Giờ đang lo không biết phân bên nào nặng bên nào nhẹ nữa. Tao là phải nặng rồi. Vậy cô Hồng cũng có 70 kg luôn á, cô nặng hơn mày chứ bộ. Thằng khùng, tao không nói số ký, ý tao nói đây á là cái thâm tình. Thâm tình hả? Tao với mày á sống chung một xóm, lớn lên từ nhỏ, tắm mưa câu cá ăn nhậu vui buồn á chia sẻ với nhau, thân thiết còn hơn anh em trong gia đình nữa. Giờ không lẽ đám tao mày không có mặt? Thì nhưng mà tao cũng đâu bỏ cô Hồng được. Cô Hồng cũng là mối kỹ chuyện của tao nè, mối bán cà phê thiếu chịu, rồi lâu lâu ghé kẹt tiền mượn cô Hồng nữa. Bữa hổm cô Hồng còn dằn mặt tao là tao mà không đi là cô Hồng không nhìn mặt tao luôn á. Thiệt tình cũng khó cho mày. Khổ ghê thiệt chứ. Ê, tao nghe thằng ba dai. Sao? Nó gọi nó nhờ tấm tàn. Làm gì? Mướn cái vàng á, âm thanh cực khủng, có đi chay bốc lửa về á để cho khách mời tới không dự cưới xong là bắt đầu quẩy. Ghê à? Ừ. Đám cưới giờ mà cũng cạnh tranh ghê mày. Bởi vậy tao mới đang suy nghĩ nè, phải kiếm cái gì đó đám tao phải độc lạ để còn kéo khách mời về nữa, chứ không thôi đi bên đó hết luôn. Thôi mẹ ơi, nghĩ gì, đám cưới chủ yếu á là người ta tới người ta vui là chính thôi, chứ nghĩ gì độc lạ đi chay bốc lửa bốc cháy gì cho cực. Đâu được mày, đám cưới của một doanh nhân mà. Ê đúng rồi, tao á là doanh nhân thủy hải sản, như vậy đám cưới tao phải có những cái món ăn phải không, độc lạ ngon. Đúng rồi, cái quan trọng đãi đám cưới là đồ ăn là phải độc á. Đấy, độc là trúng độc, phải ngon lạ chính xác.